Có thể các bạn sẽ thấy khó tin khi tôi nói cá mập hiện đại còn hiền chán so với các loài tổ tiên của chúng. Ngày nay, chúng ta luôn mặc định trong đầu cá mập là nguồn gốc của sự mê hoặc và nỗi sợ hãi đối với con người. Khi trên phim ảnh hiện đại luôn khắc họa cá mập là một loài ăn thịt đáng sợ, miệng luôn nhúng mùi máu tanh. Nhưng có một sự thật về chúng vẫn thường bị bỏ qua. Chúng là một trong những loài động vật lâu đời nhất trên hành tinh và cả trong hệ sinh thái đại dương. Chúng không hề kỳ quái hay hoàn toàn đáng sợ như một số tổ tiên thời tiền sử của chúng. Trong video này, mình sẽ cùng các bạn điểm qua các thời kỳ tồn tại của cá mập thời tiền sử, từ khi chúng xuất hiện, phát triển và tuyệt chủng. Do số lượng thông tin rất nhiều, nên mình sẽ chia chủ đề này thành hai video cho các bạn dễ nắm bắt nhé. Sự khởi đầu của cá mập. Dấu hiệu đầu tiên về cá mập trong hồ sơ hóa thạch có niên đại từ cuối kỷ Silua, có thể cách đây khoảng 450 triệu năm. Thật không may, bằng chứng duy nhất tồn tại là vảy từ các chi Elgestolibis, Mongolibis và Polymirolibis, nhưng những vảy này vẫn được bảo quản đủ tốt để chỉ ra rằng những con cá này là cá mập. Một số lượng lớn cá mập sống ở vùng biển kỷ Devon sẽ để lại số lượng hóa thạch cao hơn, vây để bơi nhanh và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, những con cá mập này vẫn đang phát triển dưới cái bóng quá lớn của những kẻ săn mồi khác. Điều đó có nghĩa là chúng có kích thước nhỏ và dựa vào tốc độ để săn mồi, cũng như trốn tránh những kẻ săn mồi mạnh hơn như loài cá Arctodea. Những kẻ săn mồi ở cuối kỷ Devon này dường như đã mở đường cho cá mập vượt qua sự khởi đầu khiêm tốn hơn của chúng. Các dạng cơ thể cá mập. Kỷ Carbon và kỷ Permi chứng kiến cá mập tiến hóa thành những dạng cơ thể được coi là một trong những dạng kỳ lạ nhất của chúng. Trên thực tế, một số dạng này kỳ lạ đến mức chúng có thể tạo thành một cái đầu búa. Loài này được lấy cảm hứng để trở thành siêu thú của Gao Bạc trong phim Siêu Nhân Gao mà các bạn biết đấy. Còn các loài cá mập mà chúng ta biết ngày nay dường như không có. Nổi tiếng nhất trong số này có lẽ là Helicoprion. Có hàm răng được sắp xếp thành hình xoắn ốc kỳ lạ, được cho là đã kéo dài từ hàm dưới của nó. Không biết chính xác xoắn ốc này được sử dụng như thế nào và nhằm vào con mồi nào. Nhưng các dạng tương tự bao gồm Ornithoprion và Sacoprion. Cả hai loài cá mập này đều có răng xếp theo hình bán nguyệt trong hàm và có thể dùng để đớp xuyên qua con mồi để xẻ thịt từng khúc nhỏ vừa ăn. Bí ẩn về các vòng xoắn răng của Helicoprion được cho là có thể giống với loài cá mập khác tên là Edestus, hay còn gọi là cá mập răng cắt kéo. Edestus có biệt danh này vì thực tế là răng của nó không rụng như những loài cá mập khác và hàm phát triển đều đặn trong suốt cuộc đời của nó. Điều này có nghĩa là hàm trong cùng với răng của chúng liên tục bị đẩy về phía trước trong suốt cuộc đời. Hầu hết, các răng bên ngoài của nó hướng về phía trước thay vì lên xuống như những loài cá mập khác. Nếu hàm của Helicoprion phát triển theo cách tương tự, thì ban đầu nó có thể nhỏ nhưng cong tròn đều khi lớn lên. Điều này thậm chí có thể gợi ý rằng thay vì được sử dụng để săn mồi, thì nó lại là một biểu hiện cho thấy sự trưởng thành của chúng. Một nhóm cá mập rất khác với những loài mà chúng ta biết ngày nay là Cenacanthus. Những con cá mập này phát triển cơ thể giống lươn, phù hợp hơn để di chuyển trong các đầm lầy nước ngọt. Ngoài ra, vây lưng của chúng có một gai đơn mọc lên từ phía sau đầu. Điều này thường được hiểu là để phòng thủ cho những loài cá lớn hơn cũng như các loài lưỡng cư lớn. Quay trở lại kỷ Devon thì có một loài cá mập tên là Stethacanthus, có một vây lưng giống như hình dạng của một cây chổi hay cái tay cầm bày ủi. Vây lưng này là lý do tại sao Stethacanthus đôi khi được gọi là cá mập đe. Từ này tiếng Anh là Anvil Shark, tôi dốt tiếng Anh nên Google dịch như thế thì tôi đọc như thế. Và một biệt danh khác là cá mập bày ủi. Với các giả thuyết về vây lưng khác thường này của chúng, từ đe dọa kẻ săn mồi đến nhận dạng đồng loại, nhưng vẫn khó có thể chắc chắn được vì chưa có đầy đủ những nghiên cứu từ các nhà khoa học. Tuy nhiên, có một loài cá khác có chiếc vây lưng tương tự, đó là Phancathus đực. Điều này gần như chắc chắn rằng vây lưng của Phancathus là nhằm mục đích thu hút bạn tình, với chiếc gai phát triển nhất có lẽ là điểm thu hút nhất đối với Phancathus cái. Speedy Shark, cá mập gai. Trước khi chuyển sang một nhóm cá khác tương tự như cá mập, chúng được gọi là cá mập gai. Chúng xuất hiện và phát triển trong thời kỳ kỷ Silua, kỷ Devon và kỷ Than Đá với tên gọi khác là kỷ Carbon. Cá mập gai có họ hàng với cá mập, nhưng bản thân chúng không phải là cá mập thật sự. Cá mập gai được đặt tên như vậy vì loài phát triển tốt và thường có nhiều gai nhô ra từ cơ thể, có lẽ là nhằm mục đích phòng thủ, vì những chiếc gai này sẽ khiến kẻ săn mồi khó khăn và đau đớn khi ngậm phải. Cá mập gai dường như cũng là một trong những loài cá đầu tiên phát triển hàm thực sự. Như trước đó, loài cá tương tự là Cephalaspis, thường được gọi là cá không hàm. Cá mập gai là loài cá phát triển khá thành công vào thời đó.
Chúng phát triển thành nhiều hình dạng khác nhau, cũng như xâm chiếm cả môi trường biển và nước ngọt. Nhưng cuối cùng, chúng đã biến mất vào cuối kỷ Permi, trước khi bắt đầu kỷ Mesozoic. Cũng có lý khi cho rằng sự kiện tuyệt chủng đánh dấu sự kết thúc của kỷ Permi cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng biến mất hoàn toàn. Đầu kỷ Trias đến cuối kỷ Phấn Trắng. Vào thời kỳ này, cá mập tiếp tục phát triển mạnh, một số có hình dạng quen thuộc hơn với chúng ta ngày nay. Phạm vi thời gian trải dài từ cuối kỷ Permi đến đầu kỷ Phấn Trắng. Trong số đó là nhóm cá mập Hypodes. Những con cá mập này vẫn sống sót sau cuộc tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Permi và kỷ Trias. Kỷ Trias sau này là một kỷ nguyên đặc biệt tồi tệ cho đến ngày nay. Sự thành công vượt qua sự tuyệt chủng của Hypodes được cho là đến từ khả năng thích ứng với các loại con mồi khác nhau nhờ sự kết hợp giữa hàm răng sắc nhọn cũng như hàm răng tròn nghiền nát. Những loại cá mập khác vào thời đó cũng có vẻ khá hiện đại là Scaba norinchus, giống cá mập yêu tinh, trong khi Squalicorax và Cetosirinia đều có vẻ là cá mập đại dương rất thích hợp với cuộc sống ở biển. Phát huy hết tiềm năng với các dạng cơ thể thành công hoàn hảo cho đời sống thủy sinh mà chúng hầu như không thay đổi kể từ đó. Tuy nhiên, sự đa dạng hóa của cá mập không hoàn toàn dừng lại vì cá mập ở cửu nguyên Mesozoic đơn giản là trở nên thích nghi tốt hơn để săn các loài động vật biển khác. Các nghiên cứu hiện nay bao gồm các loài răng khác nhau dành cho các loại con mồi khác nhau, chẳng hạn như răng nhọn mỏng cho cá, răng hình tam giác có răng cưa cho con mồi lớn hoặc răng dạng đĩa tròn để nghiền vỏ. Vừa rồi, mình đã gửi đến các bạn về sự hiện diện và tồn tại của các loài cá mập tiền sử. Ở video tiếp theo là phần 2, chúng ta sẽ đi sâu hơn về các loài cá mập khổng lồ, những hóa thạch, cũng như quá trình từ kẻ bị săn mồi trở thành kẻ săn mồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!